Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán lớp 2 trong sách giáo khoa. Hôm nay chúng ta sẽ làm bảng cộng trang 38. Bài số 1 tính nhẩm câu A. 9 đã cộng cho 2 là 11. 9 đã cộng cho 3 là 12. Tương tự 14, 15, 13 chứ, nhầm, 15, đây là 16, 17, 18, 8 cộng cho 3 là 11, 8 bỗng 12, đây là 13, 14, 15, 16. 7 cộng 4, 11. Đây là 12. Đây là 13, 14. 6 cộng 5 là 11. 6 cộng 6 là 12. 2 cộng cho 9 11. 3 cộng 8 11. 4 cộng 7 là 11. 5 cộng 6 là 11. 3 cộng 9 12. 4 cộng 8 12. 5 cộng 7 là 12. 4 là cộng cho 9 là 13. 5 cộng 8 là 13. 5 cộng 9 là 14. 2. 9 cộng 5 là 14, viết bóng như 1. 2. 6 13. 3 là như 1. 2 cộng 1 là 3, 3 cộng 1 là 4. 8 cộng 6 là 14, viết bóng như 1. 4. 2 cộng 9 là 11, viết 1 như 1. 4 cộng 3 là 7, 7 cộng 1 là 8. 8, 7, 15, viết 5 thay nhân 1. 2 cộng 1 là 3, 3, 1, 4. Bài số 3. 3. Hoa cân nặng 28 kg, Mai cân nặng hơn Hoa 3 kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu kg? Giải chỗ này đủ giấy không đây? Giải đây ha. Bỏ. Bao nhiêu bỏ? Số kg Mai cân nặng là. Hai mươi tám kg cộng cho 3 kg ba. 8 cộng cho 3 là 11, viết 1 tên như 1. 31 kg. Đáp số. Bài số 4. Có mấy hình tam giác? Có mấy hình tứ giác? Tam giác là hình có 3 cạnh hoặc là 3 góc. 1, 2,
thành đây nữa là 3. Nha. Đây câu 3. Câu B, có mấy hình tứ giác? Hình tứ giác là hình có bốn góc hoặc là bốn cạnh. Trước tiên cái hình lớn nhất tổng thể. Được không? Không có tính hai cái đường này. Thì là được một hình. Hình thứ hai, chúng ta sẽ che này lại. Được không? Che này lại và bỏ cái đường này đi. Được không? Che hình lại và bỏ hình này đi, như là được hai hình. Hình lớn nhất và cái hình vừa tính xong này nữa là được hai hình. Tương tự chúng ta che này lại và che cái đoạn thẳng này nữa. Được không? Như là được ba hình. Như là ba hình tứ giác. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào các em nhé. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo. Xin chào các em.